Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Buổi chiều hôm nay thì em nhận được rất nhiều những chiếc vang số của các bác anh em ở các tỉnh thành gửi đến căn chỉnh. Rất nhiều những chiếc vang số đủ các loại khác nhau. Thì em là một cái người vừa là bán vang số vừa là cài đặt vang số, thì em cũng có những cái điều kiện hơn các bác anh em là được trải nghiệm và khám phá trên rất nhiều những chiếc vang số khác nhau, từ hàng mới cho đến hàng bãi, từ bình dân cho đến cao cấp. Thì hôm nay em có nhận được những chiếc vang số của các bác anh em ở các tỉnh thành như sau. Đây là chiếc Shiso O3 của một cái bác ở Ninh Bình này. Đây là một chú em Đắk Lắk gửi kèm theo một cái chiếc vang số, một trong chiếc vang số. Đây là chiếc vang số mà em đang bán đây. Chú em này là chú em ở Đắk Lắk và gửi cho em chiếc vang số Super Tuner ZC590 mà em đang bán, và kèm theo cái bộ mic này đây, kèm theo bộ mic. Và chú này chú nói chuyện rằng là khi mua về thì chất âm ở trên chiếc vang số này nó không hay, thì chú lại gửi cho em để em căn chỉnh. Và một bác ở Hải Phòng là bác ấy gửi cho em một chiếc vang số của hãng Bika với modem là BKX6 Lusuzi. Thì cái chiếc vang số này ấy, thì cái phương pháp căn chỉnh nó cũng tương đồng như là cái dòng vang số của DB với modem là S690. Và bác này bác có gửi kèm theo bộ mic này nữa này. Mic này thì nó cũng là tương tự như mic Beyer này. Mic này như là mic Beyer. Thì bác Hải Phòng gửi một bộ mic này, một chiếc vang BKX6 Lusuzi này. Chú em ở Đắk Lắk thì gửi bộ mic này, bộ mic này và kèm theo với lại chiếc vang X12 hàng mới này. Và đây là chú em ở Hà Nội thì gửi cho em sáng nay này. Đây là chiếc vang X5 của chú em ở Thái Nguyên gửi đến căn chỉnh này. Thì buổi tối hôm nay thì em cũng tranh thủ làm để ngày mai em gửi cho các anh em. Và có bác ở Đồng Nai cũng đặt em chiếc vang số X12 hàng mới này. Thì lại có một cái bác, lại có một bác ở Sóc Trăng này. Bác này bác ở Sóc Trăng, bác ấy gửi cho em 5 chiếc vang số. Rất nhiều chủng loại khác nhau. Kfon D6 này, Kfon D6 này, Battyho DK2000 này, Theta K6 này. Đây là chiếc Winner OK1000 này. Đây là chiếc cùng của một bác ở trong Sóc Trăng gửi. Và chiếc DB5.1 là 5 chiếc vang số này của bác ở Sóc Trăng. Có lẽ rằng là huy động của anh em, bạn bè, hàng xóm nước giềng gửi cùng một lúc cho nó tiện. 5 chiếc vang số khác nhau. Đây là chiếc, đây là của một cái bác ở Sóc Trăng gửi cùng một lúc là 5 chiếc vang số này. Cho nên em có một cái điều kiện là được trải nghiệm rất nhiều loại vang số khác nhau. Thì hôm nay em lại chia sẻ với các anh em một cái vấn đề là cắt thấp ở trên phần effect ở trên vang số. Để căn chỉnh một chiếc vang số ấy, thì nó rất nhiều mục, nhiều phần, thậm chí là hàng trăm mục trên một chiếc vang số. Hàng trăm mục trên một chiếc vang số. Thế nhưng mà hôm nay thì em sẽ tập trung vào cái vấn đề chia sẻ các anh em về cái vấn đề mà cắt thấp ở trên cái hiệu ứng effect, trong đó có hiệu ứng echo reverb, thì các bác sẽ nắm bắt được là nó như thế nào. Thì đây là chiếc vang số X6 Lusuzi, thương hiệu Bika X6 Lusuzi. Các bác sẽ thấy được rằng là cái vấn đề cắt thấp ở trên chiếc vang số này là như thế nào. Thì làm cho bác này là 6 chế độ. Đây là các chế độ em làm này. Đây là chế độ đầu tiên này. Các bác sẽ để ý được là cái hôm nay em sẽ tập trung vào vấn đề cắt thấp thôi. Tại sao ấy mà như vậy là khi chúng ta làm effect ấy, thì vấn đề cắt thấp, ngoài cái vấn đề tỷ lệ cho gì vợt, rồi các cái thông số như là cái e cho vol, e cho level này, mic delay này, rồi là các cái mục như là e cho delay hoặc là e cho delay, hay là các cái các menu khác như là echo reverb này, hoặc là trong phần reverb nó cũng có reverb level, cái delay, delay trong hiệu reverb này, rồi cái reverb thai, rồi delay của reverb. Và trên cái dòng vang số này ấy, thì là nó có cái reverb damping và reverb check damping và reverb bass damping. Các bác sẽ thấy được rằng là cái dòng vang số của Bika modem là X6 Lusuzi này thì nó tương đồng như là cái dòng DBS690. Cho nên ở trong phần reverb đấy nó sẽ có nhiều mục hơn so với các cái dòng vang số khác. Thì ngoài các cái chức năng như là reverb vol này,
Revert Eject, Revert HBF, LBF này, Revert Time, Revert Prelay. Thì nó còn có những cái mục mục như là Revert Damping của cái phần âm bass và Revert Damping phần âm check. Ngoài ra nó có cái Music Tone Revert. Thì các cái thông số này thì các bác sẽ tham khảo thông qua cái việc mà em căn chỉnh. Thì đối với các bác anh em mà đang dùng cái dòng vang số của DBS690 này, rất nhiều dòng vang số nó có một phương pháp tương đồng như là chiếc vang số BK-X6 Luxury này. Nó đều các có một cái bảng menu ở trong hiệu ứng effect như thế này. Thì các bác có thể tham khảo luôn một cái cấu hình đầu tiên. Vừa rồi thì em cũng gọi một cấu hình đầu tiên ra để các bác anh em có thể tham khảo. Thì các bác có thể tham khảo, và với cấu hình này ấy, thì các bác sẽ áp dụng được với một cái chất âm mà nó khá hay. Thì cái mục bên này nó là cái mục căn chỉnh hiệu ứng echo. Thì mục echo thì nó cũng tương đồng rất nhiều loại vang số khác. Thế nhưng mà mục gì vọt ấy thì nó có nhiều cái khác hơn. Thì các bác có thể áp dụng ở trong các cái thông số mà em đã căn chỉnh. Thế thì một cái vấn đề như thế này, tại sao mà khi em căn chỉnh vang số cho các bác anh em ấy, là cái cắt thấp và cắt cao ở trong hiệu ứng echo gì vọt ấy, thì em rất chú trọng. Rất chú trọng. Bởi vì tại sao? Cắt thấp cắt cao là một cái vấn đề mà nó sẽ ảnh hưởng đến phần âm sắc và cái phần hiệu ứng. Thì về nguyên tắc thì là cắt thấp ở trong hiệu ứng echo bao giờ thấp hơn so với hiệu ứng gì vọt. Thế nhưng mỗi một chế độ ấy, thì các bác sẽ thấy được rằng là cái cắt thấp ở trong cái hiệu ứng echo hiệu ứng gì vọt nó khác nhau. Và tại sao chúng ta là không nên cắt cái cắt thấp của echo là dưới 100. Thường thường phải cắt trên 100. Và gì vọt cũng thế. Bởi vì tại sao? Là khi mà chúng ta alo trên mic hay chúng ta hát ấy, thì cái việc cộng hưởng của cái giải âm thấp này nó sẽ nhiều hơn so với giải âm cao. Cho nên tại sao mà trong hiệu ứng gì vọt ấy, là như echo và gì vọt chúng ta phải cắt trên 100. Bởi vì khi chúng ta như vậy alo suông thôi, alo không có effect, thì như vậy là nó đã có cái sự cộng hưởng của cái phần âm thấp rồi. Chúng ta cảm thấy là cái âm thấp nó sẽ mềm mại hơn so với lại cái âm cao. Cho nên rằng là một cái nhược điểm là khi chúng ta hát karaoke ấy, là nó hay bị dở, hay bị lỗi ở cái giải âm trầm và trung trầm. Và loa của chúng ta ấy, thì nó cũng hay bị dở, bị lỗi ở cái phần trầm, trung trầm. Và một cái vấn đề về cái bản chất ấy, thì là em đã chia sẻ rồi. Tức là khi mà chúng ta đưa effect vào ấy, thì bắt đầu là nó mới thay đổi về cái phần âm sắc. Và cái giọng nói, giọng hát chúng ta thì thường thường là hay bị dở ở cái phần trầm và trung trầm. Và để cho chất âm nó sáng ấy, thì chúng ta phải giảm trầm. Không phải cái việc mà chúng ta thích sáng mà chúng ta lại tăng âm cao đâu. Trên vang số nó khác với lại trên equalizer truyền thống. Cho nên rằng là khi mà chúng ta muốn sáng, chúng ta phải giảm âm thấp. Chúng ta phải giảm âm thấp. Thế cho nên rằng là một cái vấn đề mà các bác anh em sẽ lưu ý như thế. Bởi vì khi chúng ta nói bằng cái âm thấp thôi, hoặc là hát bằng cái âm trầm thôi, thì nó đã có cái độ vang, độ ngân của cái âm trầm rồi. Giả dụ như bây giờ tắt effect đi chẳng hạn. Giả dụ effect như giờ đang để 36 đây. Bây giờ chúng ta giảm đi này. 4, 7, 10. Thì một cái vấn đề mà các cái âm sắc mà nó thuộc về giải trầm, thường thường em hãy vẫn alo với các bác anh em ấy, là về cái vấn đề mà 4, 7, 10. 4, 7, 10. Tức là nó thể hiện về cái âm thấp, âm trầm 4, 7, 10. Thì bản thân 4, 7, 10 nó là thuộc về cái giải âm trầm. Và nó đã có độ ngân, độ vang rồi. Đã có độ ngân, độ vang. Cho nên khi mà em thấy các bác anh em là cắt thậm chí còn dưới 100, 50, 60, thì cái đấy là nó gây nên ù, gây nên cái tối tiếng, ù tiếng và tối tiếng. Ù tiếng và tối tiếng. Thế cho nên tại sao mà chúng ta phải cắt cái cắt thấp của echo này là cỡ khoảng 100-200, và cắt của dì vọt là 140-150. Và cũng đừng nên cắt quá là 200. Theo em là không nên cắt quá 200. Nếu cắt quá 200 nó sẽ bị khô. Nó bị khô. Và thậm chí là trên giải quay dơ đấy, các bác thấy rằng là cái điểm cỡ khoảng loanh quanh cỡ khoảng 200 là phải giảm đi rất nhiều. Tần số loanh quanh cỡ khoảng 200 giảm đi rất nhiều. Và có những cái điểm tần số mà theo kinh nghiệm lâu năm thì em có giảm tần số thuộc dạng trung cao và tần số thuộc dạng âm check. Những cái tần số này là chúng ta phải giảm. Và tuyệt đối chúng ta không tăng. Tuyệt đối chúng ta không tăng. Thế cho nên là một cái chủ đề hôm nay thì em sẽ xoay quanh về vấn đề cắt thấp ở trong những cái cho gì vợt. Thì một cái vấn đề là các bác phải là
Lưu ý này, khi chúng ta hát hay là chúng ta alo trên mic hay là nói đi, thì bản thân như âm trầm ấy là nó đã có độ ngân độ vang rồi. Cho nên rằng là khi chúng ta cắt thấp ở cái hiệu ứng echo reverb là chúng ta phải cắt ở bên trên 100. Đấy là một cái mà nó sẽ có tác dụng khi mà làm cho cái phần âm sắc của hiệu ứng effect nó có cái độ sáng mềm và sáng nhuyễn hơn. Thế cho nên rằng là em chia sẻ từng phần để cho các anh em có thể nắm được. Bởi vì khi chúng ta là thử trên mic bằng mic thô mic mộc thôi, chưa có effect thì nó đã có độ vang, độ ngân rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn khi chúng ta đưa effect vào, giả dụ bây giờ chúng ta sẽ đưa lên 36 đi, là cái mà em sẽ làm trên cấu hình này. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 5 6 7 7 8 9 10 4 7 10 4 7 10. Thì các bác thấy rằng là khi mà đưa effect vào ấy, thì cái âm 4 7 10 nó đã khác rồi. Nó có cái độ nảy hơn, độ nhảy. Và đây cấu hình số 2 thì các bác sẽ thấy được như thế này, là mỗi một cấu hình ấy thì cái cắt thấp này, đây là cắt thấp của echo và cắt thấp reverb, nó có sự khác biệt này. 4 4 7 7 10 4 4 7 7 10. Và cấu hình định giọng này, các bác thấy đây cấu hình định giọng này. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ các anh em về cái phần cắt thấp bắt cạo. Rất nhiều phần trên một chiếc băng số, nhưng các bác sẽ xem và hiểu dần dần mỗi một cấu hình này cắt thấp bắt cạo khác. 4 4 7 7 10 4 4 7 7 10. Và đây là cái dễ hát này. 4 4 7 7 10 4 4 7 7 10 4 4 7 7 10. Đây các bác cứ để ý về cái cắt thấp bắt cao của từng chế độ này, nó có sự khác biệt này. Chuyên làm băng số ấy, chỉ cần thay đổi một hai số thì nó khác mà. Rất nhiều mục nhưng chúng ta chỉ cần thay đổi một hai số nó khác này. 4 4 7 7 10 4 4 7 7 10 4 4 7 7 10 4 4 7 7 10. Và một chế độ reverb nữa này. 4 4 7 7 10 1 1 2 3 4 5. Đây là reverb này. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 7 10 4 7 10. Thế cho nên là trong cái quá trình căn chỉnh băng số ấy, thì em lại chia sẻ các anh em những cái vấn đề mà liên quan đến băng số để cho các anh em mà thích khám phá vọc vạch về băng số, tự mình căn chỉnh những chiếc băng số các anh em đang sử dụng, thì các bác anh em sẽ tự mình có thể là xem những video chia sẻ của em, thì các bác có thể là tham khảo để áp dụng, thì có lẽ rằng nó cũng cải thiện được cái chất âm của những chiếc băng số các anh em đang sử dụng.